Sáng ngày 27 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười đã ký thay Giám đốc Công an tỉnh quyết định về việc kỷ luật cán bộ chiến sĩ trong Công an Nhân dân theo trách nhiệm được phân cấp. Cụ thể, Công an tỉnh Bình Thuận kỷ luật Thượng úy Lê Hữu Tùng, sinh năm 1992, quê quán huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cán bộ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Linh bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân do đã có hành vi vi phạm kỷ luật. Nguyên nhân kỷ luật là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh H, sinh năm 1995, ngụ huyện Đức Linh vào tối ngày 3 tháng 9 năm 2023. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 3 tháng 9, một trong hai người nghi có liên quan vụ việc trộm chó là anh H bị mời đến trụ sở công an để làm việc với Thượng úy Lê Hữu Tùng và một số cán bộ thuộc Công an huyện Đức Linh. Khi đang làm việc, anh này có biểu hiện mệt, khó thở nên lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận khám nhưng đã tử vong.